Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình là Nam đây. Thì sau bao nhiêu lâu vắng mặt thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chiếc xe mới mà mình đang sở hữu. Thì ngay phía sau lưng mình đây thì mình sẽ cho các bạn xem, thì chắc các bạn cũng đoán được xe gì rồi ha. Ok. Ok, thì trước mặt các bạn đây chính là chiếc Yamaha R15V3. Thì chiếc xe này quá quen rồi, ở trên YouTube hoặc là trên mạng thì các bạn có thể tìm được rất nhiều cái bài review đánh giá rồi. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu cho các bạn và review sơ sơ về chiếc xe này thôi ha. Thì như các bạn cũng biết đó, thì chiếc này là bây giờ rất là hot, và mình thấy cái nhu cầu của các bạn là cũng đang tìm hiểu về cái dòng xe này khá là nhiều. Thì rất nhiều người đánh giá rồi, thì hôm nay mình sẽ đánh giá theo cái cách riêng của mình. Mình sẽ đánh giá cho những cái bạn nào mà đang có ý định mua và đang có ý định mà muốn sở hữu nó, thì các bạn cần phải lưu ý những cái gì, và các bạn có nên quyết định xuống tiền để mua cho mình chiếc xe này hay không. Thì ok, thì đây là chiếc Yamaha R15 được sản xuất năm 2018. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở cái xe nào cũng có dán cái này ha. Thì cái xe mình là xe lướt, mình mua xe lướt nên là chắc chắn là nó sẽ không được mới như các bạn mua xe mới được. Thì đây, nó được sản xuất năm 2018 này các bạn. Đây, 2018, và được sản xuất tại Indonesia. Mình sở hữu rất là nhiều xe, hầu như là mình mua mới. Thì sau mình chạy Winner X nè, rồi Exciter, Winner V1, rồi FZ, sau đó là qua Winner X, và bây giờ mình đến chiếc này. Thì trước đó thì mình cứ suy nghĩ là mình sẽ mua một chiếc và mình chạy mãi mãi thôi. Nhưng mà sau khi trải nghiệm nhiều á, thì các bạn cái gì cũng vậy mà, cái gì nhiều nó cũng sẽ chán. Thì sau khi mình sở hữu đi qua cái dòng Honda thì mình lại quay trở về Yamaha. Thì tại sao lại như vậy? Tại vì nếu như mình đi đường dài thì mình rất thích Honda. Còn khi mà bạn đi một cái gì đó mà quá lâu thì các bạn sẽ thèm khát và các bạn mong muốn sẽ thay đổi được một chiếc xe khác. Thì mình đã chuyển qua dòng của Yamaha, đó là R15. Chiếc này cũng là tính như hồi xưa là mình cũng gọi là mình cũng rất là thích, và mình cũng mơ ước rằng mình sẽ sở hữu được nó các bạn. Thì bây giờ mình đã thực hiện được rồi, thì cũng rất là vui. Tại vì mình không mua mới nữa, tại giá mua mới của nó rất là mắc. Thì mình chỉ mua hàng lướt thôi. Tất nhiên dân chơi xe thì các bạn cũng biết rồi mà, hầu như thì ai muốn sở hữu thì đều sẽ mua hàng lướt thôi. Như mình cũng vậy. Hồi xưa các bạn hay nói mình là fan cuồng của Honda, nhưng thực sự là cái xe nào mà mình thích thì mình mua thôi các bạn. Nhưng mà đổi xe thì các bạn phải nắm vững kinh tế nha. Như mình đổi xe là mình tự mình làm ra, mình tự kiếm tiền mình đổi xe, chứ mình không có dựa vào gia đình nha. Chứ không các bạn lại bảo mình giàu có này kia ăn rồi đổi xe miết. Muốn đổi xe thì mình phải có mục đích phấn đấu các bạn. Các bạn muốn đổi xe thì các bạn phải làm ra tiền, không phụ thuộc vào gia đình. Thì khi các bạn mua cái xe đó, các bạn mới thấy sự giá trị của cái chiếc xe mà mình mua. Ok, thì tại sao mình không mua những cái đời 2018, 2019, 2020, 2021? Tại vì những cái đời đó nó càng gần á, thì cái giá tiền nó rất là cao. Và mình cũng lựa chọn được chiếc xe này theo mình là ưng ý. Qua quá trình tìm hiểu thì mình ưng ý chiếc này thì mình lấy chiếc này thôi. Vậy thì tổng quan nó sẽ như thế nào? Ok, tổng quan của chiếc xe thì tại vì chìa khóa mình không có cầm ở đây. Mà chiếc xe này thì cũng đi được 20.000 rồi các bạn. Tức là từ khi mình lấy đến khi mình chạy là được hơn 20.000. Còn những cái vết xước này nè các bạn, ổ khóa thì cũng rất là mới. Những cái vết này là do kiểu như để nhiều chìa khóa với nhau á. Chủ cũ họ để nhiều chìa khóa với nhau, khi đi gió hất qua hất lại chìa khóa sẽ cà cái này. Nó sẽ bị xước như thế này. Nhưng mà cái tấm này rất là ok, không sao, xước sơn thì là chuyện bình thường thôi. Còn hai bên cây phuộc này rất là đẹp, kiểu như là chưa có sự mỡ đó luôn. Cái này chưa có mỡ luôn ha. Còn cái con ốc này thì hơi cùi bắp một xíu. Mình thấy xe mà đẹp như thế mà để cái con ốc này thì hơi cùi xíu. Rồi, tay côn, tay thắng. Đây, chiếc xe này còn khá là mới. Mặc dù là 2018 nhưng mà chỉ đi được có đến tay mình là tầm 19.000 hơn, thì mình đã đi đến 20.000 rồi. Đây. Còn cái gương này thì nó là cái nhựa
này nên thì nó dễ đi nắng nhiều, nó dễ bị bạc màu lắm bạn. Đó. Còn hầu như cái xe này nguyên zin hết nha. Còn cái này là do người ta dán carbon này, chứ không phải là do xe có đâu nha. Cái này là dán đề can. Cái xe này cũng đang, đây các bạn thấy bụi này, thì cái đường của mình đi thì hơi bụi. Đang còn keo trong này, keo trong chưa lột luôn nha các bạn. Đó, keo trong này, đây. VVA này, Yamaha này. Rồi đây bên này là xi nhan cũng zin luôn này. Rồi, đây có chữ R15V3. Ở đây thì xe này được thêm một cái chống đổ nữa. Chống đổ này là rất là chắc chắn này. Thì các bạn nào mà đi xe này thì mình nghĩ là nên lên chống đổ. Chống đổ thì cũng tốt, tại vì khi mình ngã xe á thì có cái này nó đỡ cho dàn áo thì cũng đỡ được tiền. Còn mà các bạn bảo là gì nhỉ, trong khung hoặc là như này kia thì tùy cái lúc bạn ngã thôi. Còn đây là cái sườn nè các bạn nè. Đó, nó vẫn còn rất là mới. Thì mình mua xe cũ lướt thì mình chỉ xem về máy móc thôi. Còn dàn áo thì hên xui. Dàn áo có thể cũ nhưng mà máy ngon là được. Dàn áo thì mình có thể thay. Chứ còn máy mà mình sửa lại rồi hoặc là làm lại rồi thì rất là có. Và mua xe cũng dựa vào sự hên xui các bạn. Nhiều khi các bạn mua, các bạn xem rất là kỹ thì mua phải cái xe tầm bậy. Nhưng mà nhiều bạn mua tầm bậy tầm bạ thì lại được cái xe ngon. Vậy thôi. Nên là khi mà mình ưng là mình lấy thôi các bạn. Mình không cần xem nhiều quá. Nếu như hai bên thỏa thuận hợp lý là được. Vậy thôi. Thì cái xe thể thao các bạn cũng có thể để ý. Xe thể thao thì không bao giờ mà cái này nó không bẩn được. Thì cái này là điều chắc chắn rồi. Thì xiên rửa là được. Ok. Thì cái xe này thì mình lấy thì giá thì nó rất là nhiều giá. Nhưng mà theo mình thì kinh tế của mình thì mình lấy chiếc này là ổn. Ổn so với tổng giá. Thì mình cũng ưng về cái đời 2018 có một cái, đó là cái phuộc này. Cái phuộc này thì rất là nhiều bạn bị xì dầu. Đây, cái phuộc này rất là nhiều bạn bị xì dầu luôn. Còn riêng cái cây 2018 này thì mình thấy cái cây này chưa này. Tì cũng chưa xước luôn. Mà từ 2018, 19, 20, 21. Cái này 21 thì mình thấy là chủ xe đi khá là ít. Cái đĩa này, cái mức độ mòn nó cũng vừa phải, không mòn quá. Đây thì mấy cái chắp sơn này hoặc là ấy thì cái đó trong quá trình sử dụng thì không thể tránh khỏi được. Mình không thể đòi hỏi nhiều khi mà các bạn mua một chiếc xe lướt được. Rồi cây phuộc đây, đấy, khá là keng, khá là ok. Mà mình vẫn thích màu đen. Mình cũng không thích cái phuộc màu vàng lắm. Tại vì nhìn vô cái xe nó chói quá nên là mình không thích màu vàng. Nên là mình cũng săn những cái đời 2018 đó. Mình vẫn thích cái đời kiểu đời đầu á. Còn cái phuộc đen này đó, bên này cũng không có bị xì dầu, mặc dù là 20.000 và đi từ 2018 đến bây giờ thì cũng rất là lâu, vẫn còn lốp zin luôn các bạn này. Cái xe này vẫn còn lốp zin luôn, vẫn là IRC theo xe luôn. Lốp mà gai này thì còn đi được khá là ok. Tại vì mình mua xe thì cũng hết tiền nên là kinh tế cũng khó khăn. Đây là như cái lốp này thì mình sẽ tận dụng cũ lại được. Với lại bây giờ mình đã làm việc gần nhà rồi thì mình không có còn đi xa nhiều á, nên là mình không có quan trọng với cái lốp nữa. Khi nào cảm thấy nó mòn mà đi nó không được ổn định nữa thì mình sẽ thay. Nhưng mà nếu các bạn mà hay đi đường xa, các bạn đòi hỏi chiếc xe nó tốt hơn thì mình nghĩ là cái lốp này không thể đáp ứng được đâu. Tại vì lốp này rất là trơn. Mình đi thử mấy lần thì mình thấy rất là trơn. Đây, có những chỗ nó phải xước như thế này. Ok. Thì cái gì mà đã dắt ra khỏi hãng sử dụng thì nó sẽ có hao mòn và xước sát, không tránh khỏi được các bạn. Nó vẫn cái cũ xi nhan zin. Hồi xưa mình chơi xe là mình rất là thích thay, nhưng mà bây giờ thôi, mình thích zin thôi. Đến cái kính này nó cũng là kính zin theo xe này. Thì mình không quan tâm cái chủ cũ họ làm gì trên chiếc xe này, nhưng mà khi mình mua xe nó còn zin là được. Đó. Ở đây còn dán keo trong này, chưa mở này các bạn, vẫn còn cái đường nét keo trong này. Đấy. Yên đồ các kiểu thì nói chung biển số thì biển số Đắk Lắk luôn rồi. Đây cục máy này, cục máy thì mình cũng không phải là chuyên gia hay này kia mà mình có thể đánh giá được ở cái cục máy này có sửa hay chưa, cục máy này có mở hay chưa. Nhưng mà mình khi mình chạy xe thì mình cảm nhận được nó khá là ok thì mình lựa chọn thôi. Còn như các bạn nhìn kỹ ổ ốc này có mở hay không, vì cái này là bên lốc nồi các bạn. Nồi thì lúc nào, ví dụ như mà mình muốn làm nồi lại thì tất nhiên mình phải mở rồi. Đây, ở bên này là nhớt này. Đó, thì đối với một chiếc xe lướt thì mình không thể đòi hỏi được nhiều.
Ok, ở đây thì cái bẩn này này nó đi nó rung lắc á, thì nó sẽ làm xước ở trong này một ít. Thì không biết xe bê các bạn có bị không, nhưng xe mình là bị. Đó. Còn xe này các bạn nhìn cái khung sườn này xước rất là ít, còn cái nhựa này thì theo mình nghĩ là chủ cũ họ đánh ca đánh cái gì cả ná hay thì nó bị mốc cái nhựa. Hồi xưa mình cũng có đánh nên mình biết. Ok, thì cái xe này khá là ổn định, khi mà mình chạy thì khá là ổn định. Còn đây cái chống đổ này, chống đổ này thì chắc chắn chống đổ này lắp vào trong sườn luôn các bạn, lắp vào chỗ mà gác cục máy á. Có rất nhiều cái loại chống đổ, có thể họ xuyên từ bên này qua, còn cái này là không xuyên nha, cái nào nó bắt riêng một cái đó nha, nó không có đụng nhau. Ok, rồi che két nước tất nhiên rồi, bảo vệ két nước thì luôn luôn có đây. Những cái xước dăm này thì trong quá trình sử dụng thì chắc chắn có rồi. Khi mà mình lấy chiếc này thì mình thấy nó là nguyên zin, tức là theo mình đánh giá thì zin. Còn nếu mà thợ thầy thì họ sẽ biết cái nào lô, cái nào không zin. Ok, còn xe này hiện không có bôi zin nha các bạn, mình đang đi cây Yoshimura đó, hạng fake thôi, tức là đi theo xe của chủ cũ á. Thì cây này theo mình đánh giá thì tiếng nổ của nó cũng ok. Thì hôm sau mình sẽ làm một cái video về cái tiếng nổ của cái xe này cho các bạn ha. Có một cái video trước rồi mình đã chạy chiếc xe này từ Khánh Hòa chạy về á. Thì trong quá trình mà mình lấy xe thì mình không có quay video lại cho các bạn xem, nhưng mà cái bô mình sẽ đánh giá riêng đi, mình sẽ quay tổng quan cho các bạn thôi. Thì được cái là cái đĩa sau không có mòn luôn, mình chờ cho các bạn xem này, không có đường mòn luôn. Tức là cái chủ họ rất là ít sử dụng cái thắng sau, và khi mình sử dụng cái xe này cũng vậy. Tức là do cái này các bạn, khi mình đặt chân lên đây á, khi mình đi mình toàn để cái mũi chân lên đây thôi, nhưng có tình huống á, thì mình phanh, mình nhấp nhả, còn hầu như 100% là mình sử dụng cái thắng trước này, nên là thắng trước này á, nên là cái đĩa này nó mòn nhiều hơn là cái đĩa sau. Thì 20.000 thì mình cũng không đòi hỏi gì nhiều, như vậy là chiếc xe của mình khá là ok rồi. Đó, thì chiếc này đang tha đi nhớt Motul 300V và mình thấy nó chạy khá là bốc. Mình nghe tiếng bô nhiều hơn là tiếng máy. Thì đặc trưng của Yamaha thì các bạn biết rồi, tiếng máy sẽ rất là giọng. Thì cũng ok. Thì theo mình thấy thì mình đã suy nghĩ rất là nhiều với mình mới lựa chọn chiếc xe này. Thì các bạn biết là lúc đó thì mình bán chiếc Winner XD thì mình đã đi chiếc AB. Chiếc AB thì đi làm thì nó thanh lịch hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn đi chiếc này thì nó kiểu nó lạ lùng, nó gọi là ngầu đi trong tầm giá. Tại sao mình lại chọn chiếc này? Thì đối với cái số tiền mình bỏ ra, mình có mua được tầm hàng xe lướt thì mình sẽ mua được một chiếc Exeter. Nhưng mà khi bạn thích mô tô mà điều kiện khó khăn, mà bạn thích một cái kiểu dáng gọi là thể thao ngầu, thì các bạn có thể lựa chọn sang chiếc này. Nếu mà không thể mua mới thì có thể là mua hàng lớt các bạn. Chiếc xe này khá là ok đối với mình rồi. Thì khi mà mình mua chiếc xe này là mình đã thỏa mãn rồi, nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mình về dáng dấp đẹp, ok, rất là đẹp, về sự thể thao nè, sự mạnh mẽ nè, và cục máy cũng không quá mạnh. Thì khi mình chăm sóc nó thì cũng khá là dễ, nó cũng như chăm sóc một chiếc Exeter. Và hiện nay thì có phân phối chính hãng Exeter 155, thì tất nhiên là các phụ tùng thay thế, nhưng mà máy móc mà có hỏng hóc hay gì kia thì sàng qua sàng lại thì nó rất là khỏe các bạn. Đó. Riêng đến cái bộ nhông sinh dĩa này mà vẫn là nhông sinh dĩa zin của xe luôn này, chưa có sự thay đổi gì luôn, nó rất là tốt. Mình chưa tăng sên lại thì sên này nó hơi có trùng, sên này hơi trùng. Thì đối với một chiếc xe lướt mà có tầm giá khá là ok như chiếc này thì mình nghĩ là không còn có một cái chiếc nào mà bằng nữa. Khi mình định quyết định là mình mua Exeter 155, sau đó mình đã suy nghĩ rất là nhiều là mình đã chọn chiếc xe này. Thì qua nhiều ngày trải nghiệm thì mình rất là ưng ý chiếc xe này. Nó không có nhiều lỗi như Exeter. Nó có thêm một cái lỗi là bị xì ở cái phốt trong cái máy này các bạn ạ. Cái phốt này này, các bạn nhìn thấy thì đây, cái tay mình chạy á, trong cái phốt này. Nhưng mà cái đời này thì mình chưa thấy, cái xe này thì mình chưa thấy thay. Mà mình cũng không biết, tại vì mình quên hỏi chủ cũ đi là có hay chưa, nhưng mà riêng cái phuộc thì chưa. Còn cái máy này thì mình thấy cũng rất là sạch sẽ, và keng, thì mình đồng ý và mình giao dịch và mình lấy chiếc xe này.
Ok. Thì bây giờ thì mình đã và đang chạy chiếc xe này đi làm các bạn. Rất là mượt, rất là đã. Còn cảm giác lái như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở các video tiếp theo nhé. Video hôm nay thì mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn, đây chính là chiếc Yamaha R15V3. Nó đã và đang được mình sở hữu. Ok. Mình đã thực hiện được cái ước mơ của mình là mình sẽ sở hữu được con xe này. Mặc dù các bạn có thể thay rất nhiều xe, các bạn đổi rất nhiều xe, các bạn đi qua rồi thì các bạn thấy nó rất là bình thường. Nhưng đối với mình, đây là chiếc xe mà mình mong muốn, thì mình phải thực hiện được cái ước muốn đó. Nhu cầu của mình chỉ ở tầm tiền này và giá tiền này, như thế này thôi, thì mình chỉ mua chiếc này. Còn các bạn bảo là mình sao không mua 200-300cc rồi cho nó đã hơn. Thực sự là nhu cầu của mình không cao như thế. Nhu cầu của mình chỉ cần đáp ứng được cái công việc hàng ngày của mình thì mình lựa chọn chiếc xe này. Và bây giờ cái tầm giá của nó rất là tốt các bạn. Ở như chỗ mình thì mình có hỏi thì nó tầm ở 75 triệu đổ lại thôi. Rất là tốt cho một chiếc xe mới. Còn chiếc xe này mà khi mới mua đến 95 triệu luôn này. Mới ra, mới về Việt Nam á, thì mức giá khá là cao. Lúc đó thì mình có mơ mà không mò tới được. Tại lúc đó mình cũng chưa có cái niềm gọi là thích đam mê ôm mình xăng. Ok. Video của mình chỉ chia sẻ và giới thiệu cho các bạn về chiếc xe mới của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo của mình. Bye bye.